Bận rộn mà muốn đọc sách thì phải làm sao? Mình cũng là một cái người bận rộn nhưng mình vẫn đọc sách hiệu quả nhờ ba cái cách này. Thứ nhất là đọc ở mọi lúc mọi nơi, đừng chỉ đọc sách giấy các bạn. Tranh thủ những cái lúc nghỉ trưa ở công ty hoặc là di chuyển trên phương tiện công cộng, chúng ta hoàn toàn có thể nghe sách nói hoặc là đọc ebook. Mỗi ngày chỉ cần 10 tới 15 phút đã là rất tốt rồi. Cách số 2 là chọn một cái thời điểm không bận. Thường thì sáng sớm hoặc là tối muộn là những lúc mà chúng ta đã hết việc rồi các bạn. Thay vì ngủ dậy lướt tin tức hoặc là mạng xã hội thì các bạn có thể dành 15 phút cho việc đọc sách. 15 phút là đọc được 8 tới 10 trang rồi đó các bạn. Một tháng đều đặn mỗi ngày 15 phút như vậy thì các bạn đọc một cuốn một tháng là hết sức bình thường. Và cuối cùng là tham gia một cái nhóm đọc sách hoặc là một câu lạc bộ đọc sách. Hãy tìm những cái câu lạc bộ, những cái nhóm đọc sách mà họ có những cái buổi gặp mặt hàng tháng. Lúc này thì các bạn sẽ có động lực hơn rất là nhiều để mà tranh thủ thời gian đọc và tham gia với những cái nhóm đó. Đặc biệt là những cái nhóm mà có trả phí nữa thì cái động lực nó còn cao hơn nữa. Trung bình người Việt chúng ta dành 2 tới 3 tiếng đồng hồ cho mạng xã hội. Vậy thì dành 15 phút đọc sách mỗi ngày là ổn mà, đúng không?